Quả đẹp chưa? Quả này là xạ, cành nó xạ xuống dưới gần dưới đất nhé các bác nhé. Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Đấy, hôm nay mình lại vào vườn nhà cô Phương, mình lại đi review bưởi đỏ Tiến Vua cho các bác cùng xem nhé. Thì các bác ơi, đấy, bưởi chị Tiến Vua bây giờ đang là quấy gần cuối tháng 11 nhé các bác nhé. Đấy, quả bưởi đây, màu lên cực kỳ đẹp rồi nhé, đỏ, đỏ rất là đẹp rồi nha các bác nhé. Đây các bác nhé, đây mình quay trực tiếp thực tế luôn nha các bác nhé. Đây các bác đây, quả đẹp chưa? Quả này là xạ, cành nó xạ xuống dưới gần dưới đất nhé các bác nhé. Các bác nhìn, đây là kia nữa kìa. Đấy, quả đây. Đây cho bác cùng xem nhé. Quả này. Đấy. Các bác nhìn thật kỹ nhé. Bây giờ em đang quay video là hôm nay là ngày 24 tháng 12 lịch dương năm 2021 nhé các bác nhé. Đây, quả đây. Đây các bác nhìn này, cực kỳ là đẹp nhá. Cái vườn của nhà cô Phương nhá các bác nhé. Đây quả đây. Đấy. Đây, sai đến tận ngọn luôn. Đấy, đây. Đấy các bác nhìn. Đấy, đây, thấy chưa? Các bác nhìn rõ chưa? Cận cảnh thực tế luôn nhá các bác nhé. Đấy. Đây. Quả đây. Đây là bên này nữa này. Bây giờ mình đi sang bên này quay cho các bác xem nhá. Đây. Đây bị chói ánh nắng quá nên là nó chói, bị chói. Đây các bác nhìn rõ nhá. Đây mình quay thực tế luôn tại vườn nhé. Đấy. Đây là vườn của nhà cô Phương bưởi đỏ ở trên Tuyên Quang nhé các bác nhé. Đấy. Quả đây nhé. Đây. Đây. Mã rất là đẹp, quả màu đỏ cờ. Quả này màu đỏ cờ các bác. Mã nó màu đỏ cờ. Đấy. Đây, đây. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Đó, này, đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn nhé các bác nhé. Đấy. Đấy. Đây. Đây nữa nha các bác nhé. Các bác nhìn này, đỏ đẹp chưa? Đấy. Không biết các bác có nhìn rõ không nhỉ? Đấy. Các bác nhìn rõ chưa? Đấy. Kìa. Nhìn kìa. Đấy. Kìa, 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 kìa